chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm qua Tuyền có về một chiếc Santa Fe đời 2020 màu trắng ha. Mới về là đã nhận cọc online một cách rất là nhanh chóng của anh trai ở Phú Yên nè các anh chị. Thì hôm nay Tuyền lại tiếp tục về thêm một chiếc xe tương tự màu xanh, cực kỳ đẹp luôn. Anh chị nào mình mua hộp chiếc trắng ngày hôm qua thì tranh thủ liên hệ Tuyền chuyển khoản đặt cọc ngay em này đi các anh chị nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Hyundai Santa Fe các anh chị, máy xăng bản premium, bản cao cấp nhất đời 2020, xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới nay, mới đi có 29.000 km thôi các anh chị, nội thất phải nói cực kỳ mới luôn. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 869 triệu nha. Bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe các anh chị ha. Xe mới về, mới vừa sạch sơ cái là Tuyền quay cho các anh chị nhà mình xem, chưa có kịp dọn rửa gì hết mà chiếc xe đã đẹp như thế này rồi các anh chị. Đấy, nước sơn thì không có bị trầy xước gì hết ha. Em này Tuyền còn hỗ trợ trả góp lên đến 70%. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì alo Tuyền ha. Và Santa Fe thì hiện tại bên Tuyền đang trên đường về một chiếc máy xăng bản full 2019 màu trắng nè, một chiếc máy dầu bản full đời 2019 màu trắng nữa. Nhà mình mà có thích cái màu trắng thì alo Tuyền, để khi xe về Tuyền sẽ gửi thông tin cho các anh chị là người đầu tiên ha. Rồi, ok. Xe này biển Sài Gòn, bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Có cam 360 nè các anh chị, đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị nha. Nắp capo không có bị trầy xước gì hết các anh chị ha. Đèn là full LED hết nè, có cảm biến trước cho mình nữa các anh chị. Rồi, chiếc xe phải nó quá đẹp luôn á. Đây, mỗi nó cản còn rất là khít nè các anh chị. Liên lạc đồng màu ha. Lớp ở đây thì Tuyền thấy độ gây gió cũng còn tương đối sâu các anh chị nha. Mâm thì không có bị trầy xước gì hết các anh chị. Đó, ở đây đăng kiểm và đường bộ thì tháng 6 2024 thì vừa hết hạn rồi các anh chị nha. Mua về mình sang tên bấm biển mới, mình đăng kiểm lại là đẹp luôn ha. Dán phim cho mình rồi nè, có ốp cho mình chén cửa các anh chị. Tay nắm cửa thì có nút mở cửa một chạm luôn. Bên hông xe thì thấy hầu như là không có vết xước nào hết các anh chị. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra thì luôn cam kết với các anh chị nhà mình, xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tô động cơ và hộp số, bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Đèn hậu phía sau nè các anh chị, còn trong đẹp, không có bị bể móp gì hết nha. Có cam lùi và cảm biến lùi đầy đủ luôn các anh chị. Gầm bệ cho các anh chị nhà mình nhìn sơ ha. Lớp dự phòng cũng còn khá là mới các anh chị. Cốp em này là cốp điện ha. Wow, anh chủ này khá là kỹ các anh chị. Hàng ghế thứ hai nè, phía sau lưng ghế nè, rồi hàng ghế thứ ba phía sau lưng ghế ha. Rồi cốp anh chủ lót full cho mình những cái tấm 5D như thế này, rất là kỹ luôn á các anh chị. Đó, nhà mình mà không đi full người thì gặp ghế hàng ghế thứ ba lại như thế này, gặp phẳng xuống như thế này, mình để đồ hoặc là mình đi du lịch mình ngồi mình chơi vẫn được nha. Và hàng ghế thứ ba mình có học gió làm mát rồi các anh chị, và có thể điều chỉnh được luôn các anh chị. Đấy, anh chủ rất là kỹ nha. Nỉ nè các anh chị, khá là sạch ha. Đồ nghề thì dưới này, con đội tay quay còn đầy đủ các anh chị nha. Rồi, bên Tuyền bán xe ngoài cam kết ra thì còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị. Ghế da nguyên zin rất là xịn sò và căng đẹp nha. Sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ trời toàn cảnh các anh chị. Xe mình ghế lái ghế phụ là chỉnh điện hết các anh chị ha. Có nhớ ghế hai vị trí nè, cảnh báo điểm mù trên gương nha, cân bằng điện tử, lóc cầu các anh chị. Vô lăng bọc da nha, anh chủ bọc cho mình thêm một cái bao da tay lái nữa nè. Tích hợp những cái phím bấm ở trên vô lăng như thế này. Cái vô lăng này các anh chị nhìn cái vân nè, đấy, không có bị hao mòn hay là trầy xước gì hết, chứng tỏ là xe đi đúng chuẩn auto các anh chị nha. Có đàm thoại rảnh tay ruôi control lẫy chuyển số trên vô lăng. Xe mình đi chuẩn là 29.417 km ha. Có màn hình HUD hiển thị trên kính lái nè các anh chị. Cái táp lô phải nó rất mới nha, táp lô Mazda các anh chị. Và anh chủ còn lên cho mình một cái màn hình của ZTEC khá là xịn sò nữa ha. Rồi, gian lạnh tự động hai vùng, ở đây thì có điều chỉnh hướng gió nè các anh chị. Rồi sấy vô lăng ha. Đấy, sấy mát ghế nè các anh chị. Cần số có phanh tay điện tử, remote em này là 4 chế độ lái các anh chị ha. Đấy, 4 chế độ lái nha. Hỗ trợ đổ đèo auto hơn và có cửa sổ trời nữa, Tuyền mở thử cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình xem ha. Anh chị nào mình đang tìm xe 7 chỗ đi gia đình và đặc biệt là mình đang tìm Santa Fe nữa thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Chất xe phải nó rất mới luôn.
Rồi bây giờ Tiệt sẽ tiến về phía trước cho các anh chị nhà mình kiểm tra phần khoang máy ha, để các anh chị nhà mình ở tận xa biết được chất xe thật sự của em này là như thế nào. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp hoặc là chuyển khoản đặt cọc, Tiệt sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Trời thì đang chuyển mưa các anh chị, hơi tối một tí ha. Rồi xe mới về chưa có kịp vệ sinh gì hết nên khoang máy có phần hơi bụi chút xíu, các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tiệt nha. Nắp capo có ti ben trợ lực nè, rồi keo chỉ ốc ác nguyên zin hết, ốc máy nè còn sơn phết đầy đủ các anh chị. Tem mát từ nhà máy vẫn còn ha, bên Tuyền thì nó không có xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Rồi tiện nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nha. Hyundai Santa Fe máy xăng bản premium, bản cao cấp nhất đời 2020. Xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới nay mới đi có 29.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 869 triệu. Và giá đây Tiền bảo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Anh chị nào thích chiếc này nhanh tay liên hệ Tiền qua số điện thoại bên dưới nè. Còn ở tỉnh xa thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì nên liên hệ Tiền chốt giá, chốt ngày nhận xe rồi chuyển khoản đặt cọc trước giúp bên Tiền tầm khoảng 10 triệu, 20 triệu mình giữ xe lại đi các anh chị. Rồi nay mai mình lên mình xem xe để tránh những cái trường hợp các anh chị ở tỉnh xa lên mình hỏng cọc trước thì bên Tiền đã bán mất rồi thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Còn được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà luôn nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi để khi có xe mới nhất bên Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.